Xin chân anh cảm ơn anh em đã quay trở lại với đảo kinh dị. Nơi anh em chưa biết thì trong nhà tù Florida được canh gác nghiêm ngặt nhất, có một chiếc buồng được thiết kế riêng. Một tù nhân bị giam giữ một mình trong đó nhiều thập kỷ. Ông ta chẳng giờ được thấy mặt trời, nhưng dẫu vậy ông vẫn luôn tìm cách tẩu thoát. Vậy người đàn ông đó là ai và tại sao ông ta được mệnh danh là tên tội phạm thông minh nhất mọi thời đại? Cùng mình khám phá trong video dưới đây nhé. Hồ sơ tuyệt mật. Ai là tên tội phạm thông minh nhất trong lịch sử loài người? Tù nhân đó tên là Mark Duffy. So với ông ấy, những bộ phim vượt ngục chẳng nghĩa lý gì cả. Đó là tên tội phạm. À không, thiên tài vượt ngục tài năng nhất trong lịch sử loài người. Ở cái tuổi 19 thì ông bị bắt giam và trở thành cơn ác mộng đối với bất kỳ lính gác ngục nào tại Mỹ. Trong vòng 35 năm sống trong cảnh tù đầy, ông đã bị lính gác tra tấn, bị các tù nhân khác đánh đập. Ông đã vượt ngục tổng cộng 13 lần và thành công được 7 lần. Điều khó tin nhất là bản án ban đầu chỉ có 4 năm mà thôi. Nhưng vì luôn vượt ngục nên sau cùng nó được tăng lên thành 105 năm. Tiếp theo thì hãy để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời huyền thoại này từ lúc bé. Mark thì được gọi là thần đồng từ khi còn rất là nhỏ. Giống như những cậu bé thông minh khác, ông bắt đầu nghịch ngợm mọi thứ máy móc từ khi còn nhỏ. Nhờ IQ đỉnh cao mà khi chưa đầy 6 tuổi, ông đã biết tháo rời nhiều loại đồ vật, dù đó là đồng hồ hay một chiếc động cơ nào đấy. Ông cũng rất là thích làm thí nghiệm, nhiều lần ông làm mình bị thương. Ông thì cũng có một người bố rất là tốt. Bố của Mark làm việc tại cơ quan tình báo chiến lược ở trong Thế chiến thứ hai, và ông này thực sự tin rằng Liên Xô sẽ giết chóc và hủy hoại mạng sống của mình. Từ đó thì ông dạy cho đứa con trai duy nhất những kỹ năng sinh tồn của mình, bao gồm nhiều loại chiến thuật khác nhau, cách sử dụng súng, chế tạo máy móc và những kỹ năng tẩu thoát cần thiết. Những món đồ chơi của Mark bao gồm mọi loại súng, từ nhỏ đến lớn, và những câu chuyện kể đêm khuya đều là về chiến tranh du kích. Tất nhiên là tai nạn khiến ông bị ám ảnh. Có vẻ như Mark bị mắc một số loại bệnh thần kinh ở một mức độ nào đấy. Cho tới giờ người ta vẫn chưa chuẩn đoán gì, nhưng họ đều đồng ý rằng ông bị tự kỷ, và điều này ảnh hưởng tới những kỹ năng xã hội. Ông chẳng bao giờ đánh ai, nhưng cũng chỉ chìm đắm thế giới riêng của mình mà thôi. Thật không may là điều đó khiến bà mẹ kế của ông không vui cho lắm. Năm 1979, khi Mark được 19 tuổi, bố cậu mất và đồ thừa kế của ông ấy là những dụng cụ cơ khí yêu thích. Trước khi được phép thừa hưởng những dụng cụ đó, cần phải có vài quy trình pháp lý. Mark thì đã không hiểu được điều này. Khi chưa hoàn thành quy trình đó, ông đã mở căn nhà gỗ chứa những món đồ và chôm vài thứ mình rất là thích. Cơ bản thì cũng chẳng có gì to tát. Tuy nhiên bà mẹ kia đã báo cáo mọi việc với cảnh sát. Khi họ ập tới nơi, Mark đã rất sợ hãi và chọn cách bỏ trốn. Ông vẫn cầm súng khi bị bắt giữ và từ đấy bị tuyên án 4 năm trong tù. 2 năm sau khi bị giam giữ, Mark bắt đầu lên kế hoạch vượt ngục. Sự độc đoán, kỳ lạ và những ý tưởng vượt ngục kinh hồn của ông đã thể hiện được tài năng xuất chúng và cả sự sáng tạo của một thần đồng. Mark đã vượt ngục lần đầu vào năm 1981 và kế hoạch lúc đó giữ cho mọi người im lặng. Ông lẻn vào nhà thuốc của bệnh viện để lấy từ 75 tới 100 viên thuốc mê cực mạnh và pha vào chỗ cà phê được canh gác cẩn mật. Khi mọi người mê man rồi, tôi mới có thể đi được. Thuốc thì đã có tác dụng, nhưng ai đó đã gọi cảnh sát. Lần thứ hai thì là vào một lần khác. Ông thiết kế ra một thiết bị để bật mình ra khỏi những song sắt và bức tường rất là cao. Ông đã tới được tận chỗ đầm lầy phía ngoài nhà tù. Lần thứ ba, ông kích hoạt một thiết bị đánh lửa trên ô tô và lái chiếc xe đấy tới nhà một người bạn. Lần thứ tư thì ông làm một khẩu súng giả bằng kích thước đánh răng. Trò này được thử nghiệm nhiều lần trong kế hoạch vượt ngục. Và thứ năm thì là trò hay nhất này. Ông chỉ nhìn chiếc chìa khóa treo lơ lửng trên thắt lưng của lính gác và rồi dùng trí nhớ để chép ra một chiếc chìa tương tự, rồi dễ dàng lẻn qua cổng nhà tù. Cho tới thời điểm này, ông đã vượt ngục 13 lần và 7 lần số đó đã tới được thế giới tự do. Sau nhiều lần vượt ngục thành công, Mark đã khiến cho nhiều quan chức trong hệ thống giáo dục cải tạo của Florida Re-education System, nhiều thẩm phán và cai ngục phải đau đầu. Từ đó bản án của ông ngày càng lâu hơn nữa. Đáng lẽ chỉ phải ngồi tù 4 năm mà thôi, song vì những cố gắng vượt ngục ấy, bản án được tăng lên thành 105 năm. Tức là ông sẽ không được tha bổng mãi cho tới năm 2085. Chắc rằng cuộc sống lên ngục tù quá đỗi dai dẳng buồn chán, nên thi thoảng ông đã tự làm một số trò để giết thời gian. Có dạo thì mọi cánh cửa bị khóa của các buồng giam đột ngột mở tung và các tù nhân được tự do chạy khắp nhà tù. Tới thời điểm này thì ngoài ông ra, chắc là chẳng ai biết làm trò ấy kiểu gì. Người ta cũng ghi nhận những lần vi phạm tương tự tạo nên một mức kỷ lục cao nhất. Bước ngoặt xảy đến trong những năm 2001 khi một sinh viên tốt nghiệp tên là Gabriel London chú ý tới vụ việc của Mark khi lúc điều tra về cưỡng bức tại Mỹ. Anh ta thấy rằng Mark là tù nhân duy nhất tại Florida không có hành động bạo lực nhưng lại bị đối xử theo cách bất công nhất. Những người trẻ thường khá là sốc và thích thú với điều này. Anh đã dành ra hơn một thập kỷ nghiên cứu vụ việc và làm ra một bộ phim tài liệu.
The Life and Mind of Mark Dupree vào năm 2014, bộ phim được công bố, đồng thời gây ra những hệ quả rất lớn. Trong một thời gian nhất định, nhiều người ca ngợi Mark là vị anh hùng chống lại hệ thống công lý độc ác của nước Mỹ. Dưới áp lực của dư luận, cuối năm 2014, Ủy ban đánh giá tội phạm của Florida quyết định giảm 70 năm tù trong bản án của Mark Dupree. Dự kiến của ông sẽ được thả trong 2 ngày. Không may là Ủy ban tạm tha Florida tuyên bố ông cần phải ngồi tù thêm 6 tháng để có thể hoàn thành được bản kế hoạch thay đổi cuộc đời. Ở trong nhà tù và học được những kỹ năng sống sau khi được thả. Tuy nhiên là ngay cả khi hoàn thành được kế hoạch thay đổi ấy, có lẽ ông cũng chẳng được thả đúng hạn. Bởi lẽ ông đã gây ra những tội ác trong thời gian ngồi tù tại California và Alabama, nên cần phải chờ đợi cơ quan tư pháp tại đó xóa bỏ các bản án dành cho mình. Và quan trọng nhất là chẳng ai có thể đảm bảo được rằng ông sẽ không cố vượt ngục thêm lần nữa trong vòng 6 tháng đó. Bởi lẽ ngoài nhà tù này có một người đang đợi ông. Ấy là bà vợ Bonnie của Mark. Người ta nói rằng bà có một tâm hồn rất là cao thượng. Bonnie thì hơn Mark tận 30 tuổi. Song điều đó không cản trở được tình cảm của hai người. Họ gặp nhau và trở thành bạn qua thư nhờ những người bạn trong tù của Mark. Tôi thì chưa giờ khó chịu Bonnie, một người chưa giờ viết thư cho một tù nhân, song cuối cùng vẫn quyết định chọn tình yêu. Bà cảm thấy rằng Mark cần được giúp đỡ nên bà đã viết thư cho ông. Thưa người con thánh của Chúa. Và sau đó là những lời bông đùa thân thương. Vào ngày 31 tháng 5 năm 1994, tại bang Montana, phía tây bắc nước Mỹ, Bonnie đã tổ chức đám cưới trong khi Mark vắng mặt. Tại hôn lễ ấy, vài chú rể do anh trai của Bonnie đại diện. 5 ngày sau Bonnie tới Florida, phía đông nam nước Mỹ để gặp chồng mình lần đầu. Mark dự định sẽ chuyển đến Oregon sau khi được ra tù để tiện chăm sóc vợ Bonnie. Hiện nay thì Bonnie đã tận 84 tuổi, bà bị bệnh tim và viêm khớp nặng nên không thể đi bộ được thường xuyên. Luật sư đang có kế hoạch chi tiết cho tương lai của họ, bao gồm hỗ trợ việc làm, đăng ký bảo hiểm, an sinh xã hội. Và cũng xin được chúc phúc cho họ. Còn video đến đây thì cũng là hết rồi, rất là thú vị đúng không nào? Đừng quên like và share nếu bạn thích và subscribe Đào Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những clip mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.